súp lơ. Lơm cái gì? Về đây là quậy tan tành nhà cửa. Đấy. Hư lắm rồi, nghịch quậy, quậy phá lắm rồi, đứng yên đấy. Đấy, cà rốt này nữa này. Chuyên gia bày trò này. Đây, xem cái áo đây. Còn gì là cái áo nữa, hả? Đứng yên đấy. Chơi gì xuống rồi. Đây, cái áo rõ đẹp. Áo mồi, áo xịn để đi tán gái. Bây giờ cắn tan tành như này thì gái nào nó thèm theo, gái nào thèm yêu ở Cross? Hả? Xuống đi. Cross xuống. Đi, xuống nhà. Không cắn nhau chi chóe nữa nhớ chưa? Đây, mẹ Lan về với súp lơ rồi đây. Nhớ không? Nhớ không cắn. Nhớ thì là cắn áo. Đây, áo. Nó phá cà rốt đây này. Quậy suốt ngày. Đêm qua em đang ngủ còn mò lên giường ngủ chứ. Đang nằm ngủ với cà rốt với cả củ cải kim chi xong nó mò lên giường em ngủ. Ơ kìa, nơ, nào, chị tránh xa bàn thờ. Không. Nơ nào, đây áo cà rốt đây. Áo cà rốt bị súp nơ cắn đây. Chị chóe suốt ngày. Đền, súp nơ đến đi. Bảo mẹ đền nhá. Ở đây là gì ta làm gì? Hả? Bán hàng rồi kiếm lương trả. Thích nha, ở đây phui, ở đây chơi phui lắm. Không muốn về đâu hả? Có muốn về không? Chắc là không muốn về đâu, về xong lại nhớ. Khả năng là súp nơ về nhà xong rồi cứ ngóng ra cửa xong rồi là buồn. Mặt buồn thiếu, buồn thiêu luôn. Tạm biệt súp nơ nha. Cà rốt nào không cắn nữa. Kéo tay tua rồi. Xuân đưa về nhá. Từ từ đang có bố mẹ xin chào là. Chào tạm biệt trước. Đi ra tỉnh rồi. Đi ra tỉnh rồi. Chào đi. Thôi. Lại em đi xin chuyện rồi. Đi nha. Thôi đi về. Không được dẫn Súp Lơ quay nữa. Dạ vâng, hôm nào Súp Lơ lại qua chơi nhá. Tạm biệt Súp Lơ. Tạm biệt anh chị. Con hai con vô đi, hai đứa vô. Thôi đi nghe. Vâng. Thank you.